Xin kính chào quý vị và các bạn quay trở lại với bản tin SPTV của chúng tôi ngày hôm nay. Chấn động, loạt đại biểu Quốc hội đứng lên bênh vực bà Phương Hằng và mạnh mẽ chỉ trích những sai phạm khuất tất mờ ám của Phạm Văn Mãi, đề nghị Bắc Tổng Bí Thư xử lý nghiêm phe phản diện. Kính thưa quý vị, mới đây nhất sau khi có thông tin cơ quan công an điều tra thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục gia hạn tạm giam lần thứ 5 đối với nghi can Dương Nguyễn Phương Hằng, thì ông Lưu Bình Nhưỡng và đại tá luật sư Lê Ngọc Khánh lập tức lên án bênh vực siêu Phương Hằng và yêu cầu pháp luật hãy nhìn thấu tình đặt lý vì những đóng góp rất lớn cho dân nghèo, cho cả chính phủ, vì bà Phương Hằng mà bao nhiêu quan chức tham ô đã bị phơi ra, nhất là tỉnh Bình Dương có tận mấy đời bí thư đã ngã ngựa vì lòng tham, thì thử hỏi công bằng với bà doanh nhân đó hay không? Mới đây trong buổi tọa đàm bên hành lang Quốc hội, ông Lưu Bình Nhưỡng đưa ra quan điểm về ồn ào từ thiện của đám ca nghệ sĩ bẩn. Mặc dù đã có kết luận của Bộ Công an là các đám ca nghệ sĩ bẩn này không hề vi phạm, vì chúng có mốc nối, có khuất tất với những quan tham, trong đó có sự việc của tên Hề Hoài Linh. Khó tránh khỏi, việc cũng bị nhắc đến buổi tọa đàm cá nhân từ thiện thế nào cho đúng của báo Đại Đoàn Kết chính thức lên sóng. Các khách mời lần lượt là ông Lưu Bình Nhưỡng, tiến sĩ luật đại biểu Quốc hội khóa 14, ông Lê Ngọc Khánh, đại tá tiến sĩ luật sư, MC Phan Anh, ca sĩ Thái Thùy Linh. Tại đây họ có những trao đổi về câu chuyện làm từ thiện của các cá nhân. Ca sĩ Thái Thùy Linh đặt ra câu hỏi là liệu cá nhân làm từ thiện sẽ phải khai báo cho ai, giữ tiền bao lâu thì vi phạm pháp luật. Trường hợp của tên Hề Hoài Linh được đưa ra làm ví dụ, khi tên Hề Hoài Linh đưa ra nhiều lý do giải thích cho việc chậm trễ nửa năm của mình. Tuy nhiên, điều quan trọng là giữ tiền như vậy liệu có phạm luật? Đây là thắc mắc với cư dân mạng suốt thời gian qua. Trả lời chuyện này thì ông Lưu Bình Nhưỡng nói, có những thứ không bàn đến thời gian, nhưng ở trường hợp của tên Hề Hoài Linh thì anh ấy vận động vì mục đích gì? Vận động vì mục đích bảo lũ thì chỉ giải quyết trong bảo lũ. Nếu qua rồi mà tên này vẫn cầm tiền thì người ta không chấp nhận. Chúng ta phải hiểu mục đích là rất quan trọng. Anh ấy phải giải ngân ngay, chứ kể cả tên Hề Hoài Linh là chồng thêm lãi cũng không được. Ông đại biểu Lưu Bình Nhưỡng cho biết hiện nay Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo sửa đổi một nghị định và đã cho ra đời Nghị định 90 về từ thiện. Động thái này nhằm mục đích là giúp cho cơ chế pháp lý liên quan chuyện từ thiện được phù hợp hơn. Trước đó, vào tháng 10 năm 2020, thì tên Hề Hoài Linh đứng ra kêu gọi quyên góp tiền từ thiện để ủng hộ cho đồng bào miền Trung. Ông nhận được số tiền gần 14 tỷ đồng sau thời gian ngắn vận động. Tuy nhiên, đến tận tháng 5 năm 2021 thì tên Hề Hoài Linh vẫn chưa giải ngân, chuyển tiền đến người dân. Điều này khiến dư luận bức xúc, bắt đầu đồn đoán tên Hề có ý định ăn chặn. Thế nhưng sau đó, tên Hề Hoài Linh đã ngay lập tức lên tiếng phân trần các lý do ông đưa ra cho việc chậm trễ này là vì dịch bệnh. Bản thân cũng có vấn đề về sức khỏe và lịch trình quá dày nên chưa thể giúp đỡ đồng bào. Cũng nằm trong trường hợp đó thì Công Vinh và Thủy Tiên cũng đã xuất hiện ở ngân hàng Vietcombank nhằm sao kê số tiền từ thiện miền Trung mình kêu gọi được. Nhưng sau khi làn sóng phẫn nộ của cư dân mạng thì tên Hề Hoài Linh này đã lập tức giải ngân hơn 15,2 tỷ đồng chỉ trong một thời gian ngắn. Dù vậy, đến tận bây giờ tên Hề Hoài Linh vẫn là cái tên nhận nhiều chỉ trích, yêu cầu công khai minh bạch thu chi. Thưa quý vị, thế nhưng lại một sự thật rất buồn cười đối với bộ máy lưu manh bị bợm của các cơ quan chức năng chính quyền mà tên Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an Nhân dân TP.HCM và tên Phan Văn Mãi đã làm cho người dân trong cả nước cười ngả cười nghiêng. Sở dĩ người dân trong cả nước cười nghiêng ngả vì người dân đã biết là các cơ quan chính quyền đang làm trò mèo vần chuột rồi, thế nhưng các cơ quan chính quyền lại chuyển sang diễn vở cải lương. Đây sự việc của bà Nguyễn Phương Hằng, nếu như một người dân và quý vị nào theo dõi ngay từ đầu vụ án drama cho đến nay, thì nó chẳng khác gì là tuồng chèo hát bội. Quan chức chính quyền lộng hành biết sai rồi nhưng lại cố tình làm sai. Họ bắt giam sai, điều tra sai, quy kết, kép và điều luật 331 là sai. Bây giờ lại chơi bài chửi cháy, muốn kết thúc sự việc trong ôn hòa nhưng lại tiếp tục bộc lộ việc làm sai ngay từ đầu. Thì tên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM Phan Văn Mãi đã chỉ đạo cho tên Lê Hồng Nam bắt người một cách vớ vẩn để bịt miệng, ngụy tạo lý do là điều tra theo Điều 331. Sau gần cả một năm trời không thấy Điều 331 nó nằm ở đâu, thì ngay từ đầu, tên Phan Văn Mãi đã chỉ đạo cho tên Lê Hồng Nam là bắt người như ông Dũng và đội ngũ luật sư của bà Nguyễn Phương Hằng cũng đã có đơn xin bảo lãnh tại ngoại để điều tra, nhưng lại không được chấp thuận và để điều tra.
Đến nay thì sự việc của bà Phương Hằng khi bị bắt tạm giam là gần cả một năm trời, thì hết lần này đến lần khác các cơ quan chức năng chính quyền lại đưa ra lý do là ngụy biện là của mình, là gia hạn rất nhiều lần, nói là để điều tra, nhưng gần đến ngày xét xử rồi thì báo chí lại rầm rộ đăng tin bài là bảo lãnh tại ngoại để phục vụ điều tra. Người dân thì hết lần này đến lần khác lắc đầu vì xem từ đầu chương trình đến giờ không biết là ông Mãi và ông Nam và các cơ quan chức năng chính quyền xiền vở cải lương hai chèo hát bội thì không ai có thể nhận ra vì nó quá tạp nham và cán bộ gì đâu mà còn hơn cả nồi cắm lợn, không ra cái gì. Chỉ thấy các cơ quan chính quyền viết báo chí đêm ngày nhưng người dân lại chẳng ai tin. Cũng theo ông luật sư Lê Ngọc Lương thì cho rằng trong quá trình điều tra cơ quan tố tụng sẽ đánh giá về thái độ ý thức của bà Phương Hằng, xem có nhận được hành vi vi phạm của mình hay không để quyết định cho tại ngoại. Nhưng trên thực tế thì trong thời gian vừa qua, bà Phương Hằng không hề được tại ngoại. Mặc dù bà Phương Hằng đã đủ hoàn toàn điều kiện để được bảo lãnh tại ngoại, tại các cơ quan chức năng chính quyền thì ngụy biện lấp liếm nhốt bà Phương Hằng trong gần cả một năm trời, nhưng không điều tra được gì liên quan đến 331. Theo nội dung trang báo Vietnamnet đưa tin, lý do mà ông Tuấn tức con ruột bà Phương Hằng xin khoan hồng cho mẹ là các tình tiết do bà Nguyễn Phương Hằng có những đóng góp hoạt động từ thiện nhân đạo, nhất là trong giai đoạn dịch Covid trong thời gian qua. Và vấn đề này thì ai cũng đã nhìn thấy rõ. Nhưng trong thời gian gần đây, thì từ khi vụ án drama của bà Phương Hằng thì ông Dũng Lò Vôi và đội ngũ luật sư của bà Phương Hằng cũng đã có đơn gửi đến các cơ quan chức năng và trình báo về vấn đề này và yêu cầu xin được bảo lãnh tại ngoại. Thế nhưng các cơ quan chức năng thì muốn nhốt cho bằng được bà Phương Hằng chỉ vì một lý do duy nhất là bịt miệng. Mới đây khi trao đổi với phóng viên của báo Vietnamnet, thì ông luật sư Lê Ngọc Luân, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, việc xem xét cho tại ngoại hay không thì phải cần có nhiều yếu tố. Đầu tiên là phải có điều kiện bảo lãnh và người thực hiện hành vi bị cho là phạm tội, có thái độ thành khẩn hay là ăn năn hối cải, có nơi cư trú ổn định, rõ ràng và phải có là cách chấp hành hiệu lệnh, triệu tập của các cơ quan tiến hành tố tụng khi có thư mời hoặc là triệu tập để giải quyết vụ việc vụ án. Điều này cơ quan tố tụng sẽ xem xét đánh giá tất cả các yếu tố để giải quyết quyết định cho tại ngoại hay không. Riêng đối với trường hợp của bà Phương Hằng cụ thể thì các cơ quan tiến hành tố tụng sẽ đánh giá thái độ ý thức trong quá trình điều tra sẽ có nhận ra được sai phạm của mình hay không. Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào việc đánh giá của cơ quan điều tra và viện kiểm sát. Còn nếu vậy thì tùy trường hợp cơ sở trại giam sẽ thực hiện vào việc khám chữa bệnh cho bị can, bị cáo nếu rơi vào trường hợp bệnh nặng hoặc là có dấu hiệu của bệnh như tâm thần hoặc là mất năng lực về hành vi thì phải trưng cầu giám định thì mới biết được bị can, bị cáo có rơi vào trường hợp đó hay không. Nếu kết quả trưng cầu giám định thì bị can, bị cáo hạn chế về mặt năng lực hành vi và có dấu hiệu tâm thần thì phải thực hiện các biện pháp chữa bệnh bắt buộc. Và đối với trường hợp bị can Nguyễn Phương Hằng, cơ quan tiến hành tố tụng cũng sẽ thực hiện việc khám bệnh để xác định tình trạng bệnh của bị can Nguyễn Phương Hằng. Tuy nhiên trong thực tế thì thời gian qua bà Nguyễn Phương Hằng không phải là bệnh tật gì và bà Phương Hằng thần kinh cũng rất ổn định bình thường. Và điều đặc biệt là trong quá trình điều tra đối với bà Phương Hằng thì bà Nguyễn Phương Hằng một mực từ đầu đến cuối đến nay các cơ quan chính quyền không điều tra về được vấn đề gì liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng, liên quan đến điều 331. Nhưng cơ quan chức năng chính quyền thì liên tục ra sức đêm ngày cho nhốt bà Phương Hằng vào trại giam T30, sau đó tung hô báo chí để lừa bịp nhân dân. Thưa quý vị, như chúng ta đã biết, ác quan tham nhũng cấu kết với nhau chỉ vì lợi ích cá nhân, vì tiền, bất chấp luật pháp, lấy chức quyền áp lực nhân dân không tôn trọng lẽ phải. Nên nhân dân mới bức xúc, thế nên đạo lý nhân phẩm của chính quyền là thứ đạo lý cường quyền. Và ông Mãi chả đạp lên danh dự nhân phẩm của người khác nhưng lại đòi hỏi người khác phải tôn trọng mình. Trong khi bà Phương Hằng chỉ nói lên những gì ông ta không làm tròn trách nhiệm, nhiệm vụ của một nhà lãnh đạo thì lại sử dụng quyền lực bịt miệng bà ấy. Theo đó, từ lúc drama nổ ra thì đại tá Đinh Văn Nơi nhiều lần công khai bảo vệ bà chủ Đại Nam, không ngại đối đầu với thế lực mafia hùng hậu, sống sạc răn đe nhóm phản diện rằng đừng đùa với lửa. Đồng thời đại tá Nơi suốt chiêu làm cô Hằng có thêm nhiều hy vọng mới cho phiên tòa sắp tới sẽ chiến thắng vang dội. Và thành công đưa những tên quan tham Phan và Mãi, Lê Hồng Nam hay là những anh hề chị hot ăn chặn tiền từ thiện vào nhà đá bốc lịch. Có thể nói hiện tượng của Nguyễn Phương Hằng là một minh chứng cho sức mạnh của mạng xã hội công nghệ ngày càng phát triển, kéo theo nhiều mặt tích cực và những hệ lụy mà thông tin được lan truyền nhân rộng, không giới hạn hay phân biệt độ tuổi đối tượng ngành nghề, nơi ở hay là vị trí, cùng nhờ đó mà nhiều vấn đề nóng được kịp thời cập nhật góp phần ổn định trật tự xã hội, củng cố công tác quản lý và giám sát. Tuy nhiên nó cũng là con dao hai lưỡi, không nắm rõ pháp luật hoặc là lạm dụng quyền tự do ngôn luận lại trở thành vi phạm pháp luật
mà nhiều người có thể vô tình vấp phải. Vụ việc cô siêu Nguyễn Phương Hằng là một điều rất đáng tiếc đối với xã hội. Cô ấy đã âm thầm cống hiến, đóng góp rất nhiều điều tốt đẹp cho nhân dân, cho đất nước. Lý tưởng cuộc đấu tranh của cô là lợi ích sau cùng cũng thuộc về nhân dân. Nhưng nếu thiếu kiềm chế và chưa hiểu đúng về luật để đẩy cô ấy đến một cái kết quả đắng, xét một cách khách quan, thì cũng chính do những người chống phá cô ấy đã lợi dụng mạng xã hội để vu khống, xuyên tạc, đánh phá, không nghỉ ngơi vào cá nhân cô cũng như gia đình và công ty Đại Nam. Thêm vào đó là sự chờ đợi câu trả lời từ các cơ quan chức năng đến quá lâu, tạo nên một áp lực vũ đức quá lớn khiến cho cô Hằng phải bùng nổ, dần mất kiểm soát cảm xúc, dùng ngôn từ nhiều người chửi rủa cô ấy. Nhưng mấy ai hiểu và đặt mình vào cô ấy một lần để cảm nhận hay là chưa? Tất cả đều có nguyên nhân cả, không phải tự nhiên mà một người phụ nữ giàu có thành đạt, nhà đẹp xe sang, con ngoan chồng giỏi mà lại tự dưng đưa mình vào tù. Hãy thôi chỉ trích và chủ dập cô ấy sai thì chính cô ấy sẽ tự chịu trách nhiệm. Chẳng ai chịu thay cô Hằng cả, nhưng đừng mong phủ nhận, trà đạp, bảo vệ, đóng góp vào sự hy sinh của cô Hằng cho người dân nghèo hay là chính câu chuyện của cô để làm gương cho bản thân mình. Và bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.